Dusty xin kính chào quý vị. Hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại Fairfax Memorial của tiểu bang Virginia để tiễn đưa Phó Đại đốc Đinh Mạnh Hùng, vừa thất lộc vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, hưởng thọ 87 tuổi. Được biết, sinh thời cố Đại đốc Đinh Mạnh Hùng, sinh vào ngày 4 tháng 11 năm 1932 tại Hà Nội. Và cả cuộc đời ông là một sĩ quan hải quân, một vị tướng luôn tận tụy với đất nước. Cho đến ngày ông định cư tại Hoa Kỳ, ông vẫn tiếp tục vì cộng đồng người Việt hải ngoại, vì tất cả con dân của Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt nhất là ông rất ủng hộ cho thế hệ trẻ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong ngày ra mắt của Hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại trong năm vừa qua, chúng tôi có được sự hiện diện của Đô đốc Đinh Mạnh Hùng, tướng Nguyễn Duy Hình, tướng Trần Bá Di, tướng Phạm Duy Tất và tướng Châu Lập Thế. Đây là những vị tướng đã có mặt và có cái sự đóng góp cũng giống như sự hỗ trợ cho Hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại. Gửi gắm của cựu đô đốc Đinh Mạnh Hùng trong ba cái điều nhắn nhủ quan trọng đó. Thứ nhất là chúng ta hậu duệ có một cái sứ mệnh để làm clear cái chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và cái thế hệ tương lai của người Việt tự do hải ngoại. Kế đến là chúng ta có một cái vai trò quan trọng là phải đem cái tình đoàn kết để xây dựng cái cộng đồng của người Việt tự do. Và chúng ta phải biết gắn bó để xây dựng một cái cộng đồng có một cái tinh thần chống cộng hoàn toàn tuyệt đối để cái tinh thần đó tiếp tục cho các thế hệ mai sau. Và tại đây chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với bác sĩ Bùi Trọng Cường đến từ Úc Châu. Xin kính chào bác sĩ. Xin bác sĩ cho biết điều đặc biệt gì về Đề đốc Đinh Mạnh Hùng mà chúng ta nhắc đến tướng Đinh Mạnh Hùng ngày hôm nay trong cái ngày tang lễ, thưa ông? Dạ, thưa với cô và thưa với quý vị thính giả, thì anh Đinh Mạnh Hùng đối với cá nhân tôi thì là một người thân trong gia đình. Phải nói rằng là anh Hùng đối với tôi là một người anh lớn, một người có thể nói là rất là thành công trong nhiều phương diện. Và nếu mà gọi là đứng theo cái quan điểm của Đạo Phật thì anh Hùng là một người đã áp dụng được cả ba điều là bi, trí, dũng ở trong cuộc sống của anh và những cái hoạt động của anh. Và mình có thể mình hãnh diện là có được một người như vậy. Thì anh lớn lên, trưởng thành ở trong quê hương của mình trong cái thời gian khói lửa, thời gian mà hãy còn Pháp thuộc và quân thế chế độ quân chủ, và sau đó là cái thời và thành hình của Việt Nam Cộng Hòa. Thì phải nói rằng là cái công lao của anh Hùng đối với xã hội, đối với quê hương Việt Nam của mình rất là nhiều. Anh là một trong 9 vị Phó Đề đốc của Việt Nam Cộng Hòa. Và sang tới bên này anh cũng vẫn không có nghỉ, anh cũng vẫn tiếp tục làm việc và hoạt động rất là tích cực. Anh có thể chia sẻ cái tình cảm của anh trong những cái ngày mà anh làm rễ trong gia đình họ Đinh hay không? Tôi được làm rễ của Phó Đại đốc Đinh Mạnh Hùng đã được 33 năm. Thì trong suốt cái thời gian mà được làm con cái trong nhà thì Phó Đại đốc là người rất là tốt, độc lập, luôn thương yêu con cái và lúc nào cũng để ý với con cái rất là nhiều. Chúng tôi coi như là một cái người trụ cột trong gia đình. Khi mà tất cả những cái khó khăn trong gia đình hoặc những gì mà cần phải cố vấn thì lúc nào chúng tôi cũng chạy đến cha tôi. Nếu được nói ba điều đặc biệt về Đề đốc Đinh Mạnh Hùng thì xin anh cho biết ba điều đó là gì, thưa anh? Dạ, thưa tôi nghĩ thứ nhất là vấn đề đức độ. Và có một cái sự đạo đức đối với tổ quốc, đối với gia đình. Thứ hai nữa là lòng thương yêu với tất cả con cái. Và thứ ba là cái sự hòa đồng và thân thiện với tất cả những người xung quanh. Thay vì đau buồn vì sự mất mát ra đi của cố Đề đốc Đinh Mạnh Hùng, chúng ta hãy cùng đến đây để vinh danh những gì mà ông đã làm và sẽ được mọi người nơi đây thương nhớ vì sự cống hiến và hy sinh cuộc đời. Là một viên trưởng, một huynh trưởng, một người chồng, một người cha qua 86 năm dài. Tinh thần gương mẫu, đáng kính phục, rất liêm chính, tận tụy với công việc, thương yêu và lo lắng cho thuộc cấp của ông sẽ là một gương sáng cho hậu duệ thế hệ nối sau. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn bởi vì đã có những người như ông. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và thân quyến.
Disney tường trình cho SBTN từ Fairfax Memorial, Virginia.